Mến chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyên Hoa Kiển nha. Hôm nay mình tiếp tục review giao lưu báo giá hoa giấy nhà vườn của anh Tý nha bà con. Rồi mình cùng gặp anh Tý để giao lưu nha. Dạ, rồi, xin chào bà con ạ. Dạ, cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip của em trước ạ. Nay em cũng có lên một cái clip mới, giá cũng rẻ cho bà con về chơi ạ. Dạ, đây số 1 ạ. Giao lưu cây số 1 đi ha. Dạ. Cây này là cây hoa giấy nước ngoài nha bà con, Ấn Độ. Cao 76 rồi ạ. Tàn 36 ạ. Cổ thì 11 hơn nha cả nhà. Rễ lắc lượng nha bà con. Mã số 1. Này giao lưu với cả nhà 180k nha cả nhà. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nữa cả nhà. Cây hoa giấy Ấn Độ ghép phôi gốc với Mỹ. Dạ. Rồi, ok, mã số 1. Ấn Độ đổi màu nha bà con. Bông chùm. Lô này giá rẻ, bà con có nhu cầu mua gì chơi. Tiếp tục cây số 2 là số một 2. Cây tím Pháp. Cao 60. Khuôn tàn 40. Cổ nhỏ. Cổ thì có 6 nha bà con. Cây này dáng như một cốt năng lượng bà con. Mã số 2. Này giao lưu với bà con 160k nha bà con. Rồi, ok. Đó, cả nhà 160k. Đây. Mã số 3. Đỏ này đang đi đọt nhiều luôn con. Đỏ lửa. Cao 63 nha cả nhà. Phun tàn đến 67 nha nhà ơi. Cổ thì có 9 nha cả nhà. Đó. Này em vô lưu với cả nhà là 200k nha cả nhà. Mã số 3. 200k cho cái đo lửa tàn. Dạ. Đa. Mã số 3. Rồi. Mã số 4. Mã số 4. Một cây tím Pháp luôn bà con ơi. Bông rất là đẹp. Cao 57. Phun tàn 52. Cổ 12 nha cả nhà. Đó, mã số 4. Tuy nhiên một thân nữa. Này giao lưu với cả nhà 230k nha cả nhà. 230. Dạ, 230k. Mã số 4. Phơm tàn cũng tròn nha bà con. Theo. Một màu cam. Cam lửa nha bà con. Cái này tàn nhỏ mini đặc tàn. Đang có hoa hết rồi, rực rỡ hoa. Mã số 5. Cao 53. Phun tàn 34. Cổ 19 nha cả nhà. Đó, mã số 5. Đó. Này cam em giao lưu với cả nhà 170k nha cả nhà. Đó. Rồi, ok, mã số 5. Một màu cam nha bà con. Tiếp theo mã số 6. Nhà vườn rất là nhiều màu, nhiều cây nhỏ xinh xinh nha. Mã số 6. Cẩm thạch hồng. Cao 52 nha cả nhà. Phun tàn 46. Một rễ lắc lượng. Cổ 11. Này mã số 6. Này giao lưu với cả nhà 200k luôn cả nhà ơi. 200k cho cây cẩm thạch hồng, một thân. Dạ. Lắc lượng nha bà con. Mã số 6. Cây già cây à. Giờ ít chăm sóc bỏ bê quá, già cây luôn. Đây. Vẫn là màu cam tiếp nha bà con. Mã số 7. Một màu cam. Cam lửa. Cao 58. Phun tàn 48. Để quái. Cổ 11 nha cả nhà. Đó, mã số 7.
Này em vô lưu với cả nhà 200k luôn nha cả nhà. Dành cho mã số 7. Rồi, ok. Dạ. Cái củ đế nó lắc lượng quá bà con ơi. Mã số 7. Tiếp mã số 8. Đây. Mã số 8 cái cẩm thạch tím. Mã số 8. Cao 70. Full tàn 37. Cổ 10 nha cả nhà. Đó, mã số 8. Này em giao lưu với cả nhà 180k luôn nha cả nhà. 180k. Dạ 180k. Rồi. Tiếp. Mã số 9. Theo mã số 9, một màu đỏ bà con ơi. Đỏ rực lửa luôn. Cây nhỏ nhắn nhưng mà nó hoa rất là kinh khủng. Cao 59. Phun tàn 42. Cổ có 7 nha cả nhà. Đó, mã số 9. Mật thủy 9 một rễ phụ ha. Rồi. Này em vô lưu cho cả nhà 160k luôn cả nhà ơi. 160. Dạ, 160k. Dành cho mã số 9. Rồi, ok. Để tiếp theo cẩm thạch rồng. Cao 48. Phun tàn 47. Cổ thì 9 nha cả nhà. Đó, mã số 10. Này em giao lưu với cả nhà 180k luôn cả nhà ơi. Dạ, 180k. Đó. Rồi, ok. Một cây cẩm thạch hai màu. Mấy à. Mã số 11. Mã số 11. Màu trắng và màu tím bà con ơi. Cao 56. Phun tàn 36 nha cả nhà. Cổ nhỏ, cổ có hơn 5 rồi cả nhà ơi. Đó. Này giao lưu với cả nhà 160k luôn cả nhà ơi. 160. Dạ, 160k. Rồi, ok. Cây nhỏ nhắn xinh xắn, giá rẻ đẹp nha bà con. Đây. Nó 12, tím cẩm thạch. Mã 12. À, cây này hơi cao nha bà con. Cao 80. Phun tàn 36. Cổ thì 8 hơn nha cả nhà. Đó, mã 12. Vậy thì em vô lưu với cả nhà là 200k nha cả nhà. Dành cho mã 12. Cây cẩm thạch tím dáng hơi cao nha. Dạ. Rồi, ok. Con chơi hoa giấy thì mình chọn cái cây cao cao thì nó cũng tiện cho bà con mình hỏi phải con vàng. Theo. Tím pháp bà con ơi. Mã 13. Cây nhỏ gọn, thân hình lắc lượng. Cao 56. Phun tàn 46. Cổ thì 11 nha bà con. Đó, mã 13. Này giao lưu với cả nhà 220k luôn nha cả nhà. 220k. Rồi, ok. Dạ. Yeah. Cái nhỏ gọn đẹp bà con ơi. Giá phù hợp. Ê. Cẩm thạch hồng. Mã 14. Cao 68. Phun tàn 43. Cổ 10 hơn nha cả nhà. Đó, mã 14. Này giao lưu với cả nhà 200k nha cả nhà. 200k. Cây dạ. Quái lắc lượng bà con ơi. 200k. Ok. Vậy bà con mình con tàn lại đều quá, lại tròn đều á. Nó đặt tàn hơn.
mã 15. Cây cẩm thạch này cẩm thạch hai màu luôn, thạch tím và cẩm thạch cam. Cao 6.4, full tàn 52, cổ thì 8 nha cả nhà, mã 15. Đó. Này giao lưu với cả nhà 170k nha cả nhà, dành cho mã 15. Ok, 2 màu. Dạ. Ok, cây nó hơi già hoa đây mà con, mình về mình dưỡng lại là cây sẽ ra hoa tiếp. Tiếp theo, cây 3 màu. Mã 16. Màu vàng, màu cam, màu cắn phước hồng. Đó, cái này ghép ngũ sắc mà do nó rớt bo nè. Nói chung hoa giấy ghép không dễ đâu nha bà con, rất là khó dính, dễ bị hư, khó dính hơn hoa rang rất là nhiều. Những điển hình là mình còn là 3 màu tái. Cao 66 nha cả nhà, quần tàng 40, cổ thì chín hơn nha cả nhà. Mã 16, một thân lắc lượng. Đó. Này thì em vô luôn với cả nhà mình 200k luôn cả nhà ơi. 200k cho cái 3 màu. Dạ, 200k. Rồi, ok. Mã 17. Một cây, một màu lửa. Đỏ lửa nha bà con. Cao 60. Tàn 35. Cổ thì có 10 nha bà con. Đó, mã 17. Này giao lưu với cả nhà 180k nha cả nhà. Dành cho mã 17. Độc đế quái luôn. Dạ. Theo. Mã 18. Mã 18. Một thân hình lắc lượng cao nha bà con, chân dài. Một cây cẩm thạch hồng. Cao 80. Phun tàn 45. Đó, đo hai cổ. Cổ này 12 hơn nha cả nhà. Còn cổ này thì 10. Đó, mã 18. Này em vô luôn với cả nhà mình 200k luôn cả nhà ơi. Cây này đó, đới quái nha con, đới đẹp nha cả nhà. Hôm này về bà con mình con lại cái trồng hưu luôn hả anh Tí? Dạ. Quá đẹp. Mã 18. Chân dài 200k. 200k. Đó. Dạ. Đây. 19. Một màu. Cây một màu lửa mà con, đỏ lửa. Cao 83. Cây này cũng chân dài luôn. Phun tàn 40. Cổ thì chín nha cả nhà. Đó, mã 19. À, chân dài lắc lượng luôn. Đó. Nha. Này em vô luôn với cả nhà mình 200k luôn nha cả nhà. Đế cũng đẹp quái luôn. Rồi, dạ. 200k. 200k. Chân dài, một mã 19. Đỏ lửa. Mã 20. Tiếp theo, một màu tím, cẩm thạch tím. Cao 61. Hai màu cẩm thạch tím và cẩm thạch thường. Phun đàn 30. Có 11 nha cả nhà. Đó. Cẩm thạch tím. Mã 20. Hai màu. Này giao lưu với cả nhà mình 180 luôn nha cả nhà. Còn tàn ra đỏ ngọt quá chừng. Dạ. Rồi, ok. 108. Tiếp theo, phước hồng. Nhật. 21. Sakura cho em con. Khó đứng như thế nha. Cao 45. Full tàn 45 luôn nha. Này tàn đều ha. Cổ thì có 8 nha cả nhà. Này em giao lưu với cả nhà mình 160k luôn cả nhà ơi. 160. Dạ, 160k. Ok. Dành cho mã 21. Dạ. Một màu lửa luôn. 22. Cam lửa nha bà con. Cây này đang đi đọt quá chừng nè.
mỗi nách lá mỗi đợt. Cao 55, phun tàn 45, cam lửa. Cổ thì có 8 nha cả nhà, đó cũ già dằn ở chân nha cả nhà. Đó. Tại thời tiết nắng nóng hổm nó bị khô cho nên bây giờ nó mới vừa đâm lá tuột lại này nha cả nhà. Đó. Này giao lưu với cả nhà mình 200k luôn cả nhà. Lô này giá rẻ nha cả nhà. Để số. Đó, 200k. Rồi. 200k. Một màu cam nữa. Đây. Tiếp theo 23. Căn phước hồng, một cam. Cao 56. Khuôn tàn 47. Cổ 11 hơn nha cả nhà. Đó, mã 23. Này thì em cũng giao lưu với cả nhà mình 200k luôn nha cả nhà. Dành cho mã 23. 23, 200k. Yeah. Tiếp theo mã 24. Hai màu. Cẩm thạch tím và cẩm thạch hồng. Cao 74. Phun tàn 44. Một thân chân dài. Cổ thì có 8 nha cả nhà. Đó, mã 24. Cái này giao lưu với cả nhà mình 108 nha cả nhà. Mã 24, 108. Dán cao luôn. Dán một thân, yeah, một cổ. Ôi. Mã 25. Tiếp theo. Mã này mã chót clip luôn nha cả nhà. Hai màu luôn nha bà con. Dạ. Yeah. Cẩm thạch tím và cẩm thạch hồng. Cao 80. Phun tàn 40. Cổ 9 nha cả nhà. Đó, mã 25. Cẩm thạch tím, cẩm thạch hồng nha bà con. Hai màu. Đó. Cái này thì em giao lưu với cả nhà mình cũng 200k luôn nha cả nhà. Mã 25. Kết thúc clip, em cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip nha cả nhà. Rồi, cảm ơn tí nha. Mình chúc bà con ngày xem clip vui vẻ nha bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Mọi chi tiết bà con có liên hệ với số điện thoại dưới màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn nha. Bye bye bà con.